nhóm lợi ích Bộ Công an bắt đầu tiếp thu chiến quả từ phe Nghệ Tĩnh. Tổng Trọng cầm quyền từ năm 2011 đến nay đã gần 13 năm. Kể từ sau đại hội lần thứ 12 vào năm 2016 với sự ủng hộ của ban lãnh đạo Bắc Kinh, Tổng Trọng trở thành một lãnh đạo có quyền lực bao trùm trong đảng. Theo giới quan sát, từ sau đại hội đảng lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ là cây bóng của ông Tổng Bí Thư. Để đạt được kết quả như vậy, không thể không kể tới sự đóng góp đáng kể của Bộ trưởng Bộ Công an là ông Đại tướng Tô Lâm trong thời gian 8 năm kể từ sau đại hội lần thứ 12 cho đến nay. Trong một thời gian dài, ông Tô Lâm đã được Tổng Trọng hết sức trọng dụng. Đồng thời, ông Trọng cũng sử dụng vai trò điều tra khởi tố của Bộ Công an trong công cuộc đốt lò khắp nơi. Tổng Trọng đã sử dụng Tô Lâm như một công cụ để loại bỏ bất cứ cá nhân nào không ủng hộ hay tỏ ra chống đối cá nhân ông Tổng, mà thực chất đó chỉ là phương tiện để thanh trừng phe phái. Nhưng kết quả của công cuộc đốt lò của ông Trọng đã không đạt được kết quả như kỳ vọng ban đầu. Công cuộc chống tham nhũng của sau gần 8 năm, kể từ đại hội lần thứ 12 cho đến nay, kết quả cho thấy càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng gia tăng như nấm mọc sau mưa, từ xã, huyện, tỉnh lên tới tận trung ương. Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, với một danh sách gồm 7 ủy viên Bộ Chính trị bị cho thôi chức hoặc miễn nhiệm, trong đó nhiều ứng viên tiềm năng của danh sách nhân sự chủ chốt cho đại hội lần thứ 14. Hơn thế nữa, một tình trạng kéo bè kết cánh trong đảng là chủ trương có thật, tức là điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 80 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh vốn là bệ đỡ, đồng thời là lực lượng ủng hộ tuyệt đối cho Tổng Trọng, được ưu ái quá sớm và quá nhiều trong việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo, với số lượng ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị chiếm tỷ lệ quá lớn. Đó là chưa kể đến tình trạng chiếc ghế Bộ trưởng trong Chính phủ hay trưởng các ban quan trọng của Đảng cũng được giao chọn cho phe cánh này nắm giữ và quản lý. Song ngược lại với lãnh đạo phe Nghệ An, Hà Tĩnh khi vi phạm kỷ luật dính dáng đến tham nhũng thì lại không bị xử lý hay xử lý rất qua loa, chiếu lệ, khiến cho công luận bất bình. Do vậy, dẫu biết rằng việc ông Tô Lâm tiến hành cái gọi là tạo phản trong nội bộ của Đảng để tái thiết lập một chế độ công an trị sắt máu hơn, nhưng một bộ phận không nhỏ dân chúng thì vẫn hy vọng và coi đây là hành động cần thiết để tạo ra những bước chuyển động mới giúp cho chính trị Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng và bế tắc. Tuy nhiên, trước và trong chuyến thăm Lào và Campuchia của Chủ tịch nước, việc Bộ Công an cho khởi tố bắt tạm giam đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân với các buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi, theo điều 358 Bộ Luật Hình sự, đã cho thấy Tô Lâm vẫn tiếp tục chủ trương triệt hạ những tiếng nói đối lập, phản biện, dám thách thức các nhóm lợi ích của Đảng, cả trong và ngoài Quốc hội. Ngược lại, giới quan sát bất ngờ với việc Tô Chủ tịch chịu bỏ thời gian quý giá để mà sâu diễn trong việc đích thân lái xe đưa Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào Thongloun dạo một vòng trước tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Viên Chăn. Hành động này nhằm quảng cáo cho sản phẩm xe ô tô điện của ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Rõ ràng, ngài Chủ tịch nước không quên nhóm lợi ích của chính mình. Truyền thông nhà nước vào hôm 13 tháng 7 cho biết Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự kiến dự án này sẽ hoàn tất trước quý 4 năm 2030 và có thời hạn hoạt động 70 năm. Vinhomes có tỷ lệ sở hữu 69,3% trong tổng số vốn 13.200 tỷ đồng của dự án này. Được biết, tại Vũng Áng, Vingroup đã kết hợp với Trung Quốc xây dựng một nhà máy pin xe điện với diện tích gần 13 hectare vào cuối năm 2021 và bắt đầu cung cấp những sản phẩm đầu tiên cho mẫu xe điện VinFast 6 từ giữa năm 2023. Ngoài ra, Vingroup cũng muốn đầu tư vào dự án cảng biển Logistics với vốn 40.000 tỷ đồng và khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh tại Vũng Áng. Những điều vừa kể trên có thể thấy mục đích cao nhất của Chủ tịch nước Tô Lâm và nhóm lợi ích của Bộ Công an cũng chỉ là miếng bánh mà họ giành được từ phe Nghệ Tĩnh mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin nhóm lợi ích Bộ Công an bắt đầu tiếp thu chiến quả từ phe Nghệ Tĩnh. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề. Điểm tối trong chuyến thăm ngoại quốc đầu tiên của ông Tô Lâm vẫn thói tham bát bỏ mầm. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Lào và Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Đài tiếng nói Việt Nam VOV vào tối ngày 13 tháng 7 đưa tin phái đoàn cấp cao của Việt Nam do Chủ tịch Tô Lâm dẫn đầu đã kết thúc chuyến thăm Lào, Campuchia và đã về tới Hà Nội. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến đi này cũng thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo nhà nước Việt Nam đối với các quốc gia láng giềng ở phía Tây. Sau chuyến thăm thủ đô Viêng Chăn của Lào, vào ngày 11 tháng 7, đoàn cấp cao của Việt Nam đã tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia vào chiều ngày 12 tháng 7 để tiếp tục chuyến thăm đất nước này. Chuyến công du của người đứng đầu nhà nước Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng đến Lào và Campuchia, vốn là hai đồng minh chiến lược có truyền thống lâu đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, mối quan hệ có nhiều bất đồng giữa Việt Nam và Campuchia đã được đặc biệt trở nên phức tạp liên quan đến dự án kênh đào Phù Nam Techo, khiến lãnh đạo Việt Nam gần đây hết sức lung túng và luôn bị động. Theo kế hoạch vào ngày 5 tháng 8 tới đây, nhà nước Campuchia sẽ chính thức động thổ dự án kênh đào Phù Nam nhân ngày sinh của Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông Hun Sen. Dự án này sau khi triển khai sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, cũng như sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 20 triệu dân. Tuy nhiên, các hãng tin quốc tế nhận xét khi gặp Thủ tướng Campuchia Manet, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Huang Shunday, Quốc vương Norom Shiamoni, thì Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm đã không hề đả động gì đến vấn đề kênh đảo Phù Nam Techo. Theo truyền thông nhà nước Việt Nam, khi gặp ông Hun Sen, Chủ tịch Tô Lâm vẫn lạc quan nhấn mạnh rằng không để thế lực thù địch xuyên tạc chia rẽ tình hình hữu nghị Việt Nam và Campuchia. Điều này trái ngược với dự kiến của giới quan sát trong nước và quốc tế. Trước đó, nhiều người vẫn hy vọng rằng Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có những giải pháp phù hợp để dung hòa quyền lợi của hai nước Việt Nam và Campuchia liên quan đến dự án kênh đào Phù Nam Techo, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đáng chú ý, trong chuyến thăm Lào vào ngày 11 tháng 7, một sự kiện được coi là tâm điểm của báo chí là Chủ tịch Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng 20 chiếc xe ô tô điện VinFast VF9. Thậm chí Chủ tịch Tô Lâm còn đích thân cầm lái, điều khiển chiếc ô tô VF9 chở Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Lào, ông Thongloun cho phóng viên và báo chí chụp hình, tuyên truyền sản phẩm ô tô điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sự kiện này đã gây ra những tranh cãi trên mạng xã hội của người Việt Nam. Số đông các ý kiến không tán đồng khi cho rằng ông Tô Lâm tự mình đóng vai trò đại sứ thương hiệu cho VinFast tại Lào là điều rất không phù hợp. Trong thời gian gần đây, liên quan đến việc đấu đá tranh giành quyền lực giữa Chủ tịch Tô Lâm và phe cánh trong vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty AVG, liên quan đến tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bị đào sới trở lại. Theo đó, ông Tô Lâm bị cáo buộc có trách nhiệm liên đới trong việc làm thất thoát của nhà nước gần 7.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2015. Có ý kiến chỉ trích thẳng cho rằng vị thế của Chủ tịch nước Tô Lâm bây giờ đã khác. Khi đi qua ruộng dưa thì chớ có buộc lại dây giày để tránh phát sinh nghi ngờ không đáng có và không cần thiết. Giới lãnh đạo không nên và không được để cho các nhóm lợi ích lợi dụng nhằm quảng cáo cho họ. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của quốc gia. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin điểm tối trong chuyến thăm ngoại quốc đầu tiên của Tô Lâm vẫn thói tham bát bỏ mầm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d